chuyên mục nấu gì hôm nay, chúng ta sẽ cùng chế biến món ăn mang tên là đậu hũ diêm rau răm. Và bây giờ hãy vào bếp với cô Thiếu Anh nhé. Chào cô Thiếu Anh. Vâng, xin chào Thủy Hằng, xin chào quý khán giả chuyên mục nấu gì hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ nấu một món ăn mà nguyên liệu chính là đậu hũ. Các bạn biết rồi đó, đậu hũ không những là những món trái tình mà nó còn có lợi cho sức khỏe rất nhiều, nhất là làm thanh lọc cơ thể. Các bạn biết không, đậu hũ như các bạn đã từng làm đậu hũ rím, nấm, đậu hũ chiên giòn, đậu hũ làm những món canh. Hôm nay thì chúng ta cũng làm một món đậu hũ diêm rau răm. Món này mình ăn với cơm nóng là tuyệt chiêu. Xin mời các bạn cùng Thiếu Anh cùng thực hiện nhé. Nguyên liệu để món làm đậu hũ diêm rau răm rất là đơn giản và là tinh tế nữa. Mà chỉ cần có 3 bìa đậu hũ mình luộc sơ đi, rồi mình cắt khoảng dài khoảng 2 ly và mình chiên như thế này. Mình chiên đậu hũ, Thủy Hằng và các bạn cũng nhớ nhé, khi mình chiên để cuộn rau răm với là khoai lang đó thì mình phải chiên cho nó vừa mềm như thế này. Chứ không để chiên giòn ạ. Vâng, mà muốn chiên vừa mềm như thế này thì chúng ta phải lửa thật lớn để chúng ta sơ cháy, làm lửa nhỏ thì dầu nó vào bên trong trước và đậu hũ sẽ giòn, mình cũng không được. Rồi mình sẽ cần khoảng 2 củ khoai lang. 2 củ khoai lang mình gọt vỏ, mình rửa nước muối cho sạch. Rồi mình sẽ cắt khoảng 4cm và hình vuông khoảng 1cm như thế này, mình chiên vàng lên. Rồi chúng ta cần một ít rau răm. Thì rau răm á, thường thì mình mua mình lừa là non, nhưng mà món đậu hũ riêng rau răm thì chúng ta lừa rồi là lá cho nó già một chút để cho thơm và mình riêng nó dai ngon lắm. Rồi mình thêm một chút hương vị cay là mình sắc một ít ớt đỏ như thế này để mình vừa trộn thêm chút hương cay với dưa leo. Món này thì mình phải kèm thêm một ít dưa leo mình ướp chua ngọt để mình ăn vừa phong phú cho món ăn mà vừa không ngán. Qua rô mình sắc ra rồi băm nhỏ nhỏ như thế này. Một ít nước tương, rồi dầu mè, rồi ngũ vị hương. Và chúng ta không thể thiếu cái một món gia vị chính trong cái món này, đó là hạt nêm từ nấm và rong biển. Tất nhiên là mình phải có đường, muối, tiêu và dầu ăn rồi các bạn ha. Bây giờ bước trước tiên là chúng ta sẽ ướp đậu hũ ha Thủy Hằng. Mình ướp đậu hũ thì chúng ta sẽ có một muỗng nước tương, khoảng một nửa muỗng canh paro hành mình băm ra để cho lấy hương vị. Và mình cần một muỗng cà phê, hạt nêm từ nấm và rong biển. Ba món này mình sẽ trộn vào nhau trước, sau đó mình sẽ cho một muỗng cà phê dầu mè để lấy vị béo và thơm. Rồi chúng ta sẽ cho nửa muỗng ngũ vị hương. Như vậy là Thủy Hằng khỏi dùng cô này ha. Bây giờ mình khuấy cho nó đều cái hỗn hợp này, rồi mình cho ướp đậu hũ vào, mình ướp khoảng 10 phút để cho đậu hũ thấm gia vị, rồi sau đó mình cuộn hết các bạn. Sau khi mình ướp đậu hũ và gia vị khoảng 10 phút rồi thì bắt đầu mình thực hiện mình cuộn. Mình cuộn thì mình sẽ cần một ít dây, và dây đỏ là dùng để làm dây cột. Và dây cột mình này nguyên liệu gì làm bằng paro. Paro thì mình chỉ lấy cái lá, còn đó thì mình phải sắc bén thôi. Lá mình sẽ chần sơ như thế này, và khi mình chần sơ như vậy thì mình sẽ là rất dễ đó Thủy Hằng và các bạn, mình sẽ sơ đó. Và bây giờ mình bắt đầu cuộn, Thủy Hằng sẽ trải miệng đậu hũ ra. Mình sẽ thêm một ít cọng rau răm vào đây để lấy hương thơm, bởi vì đậu hũ giúp rau răm mà. Mình sẽ dùng lá rau răm như vậy, rồi mình cho khoai lang vào. Khoai lang vào giữa, và mình cuộn. Rất đơn giản phải Thủy Hằng ha. Các bạn thấy món ăn rất ngon và rất dễ làm. Bây giờ mình sẽ cuộn lại bằng sợi dây như thế này. Mình buộc lại. Mình sẽ giúp cho sau khi mà trần sơ thì cái hành paro này nó sẽ có độ dai đúng không? Độ dai mà dễ cuộn lắm. Mà cái paro này á, nó lại tăng thêm hương vị cho món ăn.
Rồi mình gọt lại, gọt lại như thế này. Và tất nhiên rằng á, khi mình làm thì cái khoai lang đó nó dài hơn một chút, mình sẽ cắt thì đi. Mình cắt ra đâu lại cho nó đẹp. Và mình có thể cuộn làm hai cách. Vâng. Mình cột dây hoặc là một cách như thế này để khi các bạn dùng với cơm khóc cần cắt ra. Còn nếu chúng ta dùng với cơm mà cần cắt ra thì chúng ta sẽ cuộn bằng cách là cột hai dây. Để khi mình cắt ra thì cuộn sao đổ hũ nào của mình cũng có được một sợi dây màu xanh cả. Nó vừa có hương vị có rô thơm và nó lại hấp dẫn. Cột một đầu và đằng này mình cũng cột một đầu nữa. Thế là mình sẽ cắt ra hai lá và chúng ta có được hai cái dây pro bột rất là đẹp. Sợi dây thừa thì mình cắt ra, cắt bỏ bớt như thế này nè Thủy Hành ha. Rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ rim. À Thủy Hành và các bạn phải không? Mình rim rau răm đó là mình nếu như mình cho nước tương vô mà không có pha với nước lạnh thì nó sẽ bị chảy và mình nghe cái mùi nước tương nó rất là nó bị khét. Cho nên chúng ta dùng khoảng 4 muỗng nước canh, 4 muỗng nước lạnh pha với 2 muỗng nước tương. Và chúng ta còn gì nữa hay không? Chúng ta phải thêm hạt nếm từ nấm ba rong biển. Bây giờ sẽ hành khuẩy trở lại cho cô. Rồi chúng ta sẽ cho gì nữa? Chúng ta sẽ cho một chút xíu dầu mè cho thơm. Trước khi mình rim rau răm với đậu hũ thì mình cho khoảng một muỗng canh dầu ăn. Vì đậu hũ mình đã chiên rồi, khoai lang mình cũng đã chiên rồi có dầu. Mình không nên dùng dầu nhiều quá. Mình cho khoảng một muỗng canh qua rô đã băm. Rồi chúng ta cho cái hỗn hợp nước tương và hạt nếm từ nấm và rong biển. Rồi mình cho thêm một muỗng đường để lấy vị ngọt nữa. Bây giờ mình cho vào đây để rim ha Thủy Hành ha. Vâng. Món ăn vừa tinh tế vừa đơn giản mà Thủy Hành biết không? Món đậu hũ á, là một chế phẩm được làm từ đậu nành, giàu chất dinh dưỡng nè, ít chất béo nè, không có cholesterol nè, lại có tinh bột. Và cái gì nữa Thủy Hành biết không? Nó sẽ giúp cho cơ thể mình ăn rất là dễ tiêu hóa. Mà không có ngán. Cái này mình sẽ đun trong bao lâu vậy? Bây giờ mình đun khi nào mà nước nó cạn rồi thì mình đem ra. Mình sẽ phải lật hai mặt trong thời gian để lớp này chắc là rũ hết phần nửa 50% nữa. Rồi mình trở qua mặt kia nó sẽ rút nước cho này hết. Mình cho lửa lớn bởi vì trong này nó có gia vị rồi đó, thì mình chỉ cần cho nó rút nước hết là được. Thơm quá, thơm mà rất là ngon, gọi rất là hấp dẫn. Và trong khi mà chờ cái món đậu hũ rim rau răm này chín tới thì chúng ta sẽ nghỉ trong giây lát quý vị nhé. Mời quý vị quay trở lại với Nấu Gì Hôm Nay với món ăn đậu hũ rim rau răm. Và gần như là món ăn của chúng ta sắp thành công rồi phải không cô? Chúng ta sắp xong và cuối cùng ra mình cho thêm rau răm vào. Mình để riêng và lại hương vị và để mình ăn kèm với món đậu hũ. Như vậy là món đậu hũ rim rau răm của chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bày ra và mời Thủy Hành ăn thử. Bây giờ cứ một cuộn đậu hũ rim rau răm như thế này chúng ta cắt làm đôi. Chúng ta sẽ trình bày lên. Phải làm món đậu hũ.